Thưa quý vị, chiều nay hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Đây cũng là lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27 tháng 6 với môn thi ngữ văn kéo dài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng thí sinh làm bài thi khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên, buổi chiều làm bài thi môn ngoại ngữ. Năm nay, chỉ 37% thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên, còn lại 63% chọn bài thi khoa học xã hội. So với năm ngoái, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội đã tăng và cao nhất kể từ năm 2017 trở lại đây. Với quy mô hơn 1 triệu thí sinh dự thi, kỳ thi năm nay vẫn được tổ chức trên phạm vi cả nước, giữ ổn định như giai đoạn năm 2020-2023. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đông nhất với 109.078 thí sinh. Năm 2024, tổng số thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ là 66.927 em. Trong đó Hà Nội có 21.554 em, chiếm gần 1/3, Thành phố Hồ Chí Minh có 13.076, chiếm khoảng 1/5. Phương châm của kỳ thi là vì học sinh, để học sinh dự thi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa, không để một thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở giao thông mà không đến được điểm thi.